Xin kính chào quý vị khán giả. Phương Ly rất hân hạnh khi được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Sài Gòn Giải Phóng. Nội dung chi tiết sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn ngay sau đây. Thời gian gần đây, dư luận cả nước đặc biệt quan tâm tới phiên tòa xét xử 54 bị cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu. Đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác bởi mức độ nghiêm trọng của những con số hàng triệu USD thông qua hành vi đưa hối lộ, nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các quan chức, cán bộ đứng đầu doanh nghiệp. Sau khi phiên xét xử sơ thẩm vụ án chuyến bay giải cứu khép lại, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã nhận được đơn kháng cáo của 18 trong số 54 bị cáo, trong đó bao gồm 4 người bị tuyên phạt mức án chung thân, gồm Hoàng Văn Hưng, cựu điều tra viên Bộ Công an, Nguyễn Thị Hương Lan, cựu Cục trưởng Lãnh sự Bộ Ngoại giao, Phạm Trung Kiên, cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế và Vũ Anh Tuấn, cựu cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an. Dự kiến từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 12, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo của 21 bị cáo cùng những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án chuyến bay giải cứu. Trong vụ án, bị cáo Hoàng Văn Hưng, cựu trưởng phòng 5 Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm và bị cáo Lê Văn Nghĩa, Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch và Dịch vụ Ăn uống Nhật Minh kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm và xin hưởng án treo. Bị cáo Trần Minh Tuấn, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Thái Hòa kháng cáo đề nghị tòa án cấp phúc thẩm tuyên bố bị cáo không phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và không có tội đưa hối lộ. Các bị cáo còn lại cơ bản đều kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, bày tỏ mong muốn hội đồng xét xử cấp phúc thẩm xem xét một số tình tiết giảm nhẹ, bối cảnh thực hiện hành vi phạm tội, mức độ hậu quả của hành vi vi phạm để cân nhắc cho các bị cáo được hưởng khoan hồng của pháp luật, giảm nhẹ hình phạt, sớm trở về với gia đình và xã hội. Phiên tòa do thẩm phán Mai Anh Tài, chánh tòa Tòa Kinh tế, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội chủ tọa. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có gần 30 luật sư đăng ký tham gia bào chữa cho các bị cáo cũng như những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án. Trước đó, bản án sơ thẩm được Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt 54 bị cáo các mức án từ 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến tù chung thân về 5 tội danh đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Sau bản án sơ thẩm, đã có 23 bị cáo kháng cáo. Tuy nhiên sau đó, bị cáo Ngô Quang Tuấn và Nguyễn Anh Tuấn đã rút đơn kháng cáo. Theo bản án sơ thẩm, trước tình hình dịch COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, Chính phủ đã chỉ đạo tổ chức các chuyến bay đưa công dân ở nước ngoài về nước. Chính phủ giao Văn phòng Chính phủ có nhiệm vụ tập hợp tham mưu, đề xuất lãnh đạo Chính phủ phê duyệt kế hoạch tổ chức các chuyến bay theo đề xuất của Bộ Ngoại giao. Bộ Ngoại giao thông qua Cục Lãnh sự có nhiệm vụ xây dựng, đề xuất kế hoạch tổ chức các chuyến bay combo, chủ trì và xin ý kiến, trao đổi thống nhất với các bộ trong tổ công tác và báo cáo trình lãnh đạo Chính phủ phê duyệt, quyết định và thông báo việc thực hiện chuyến bay. Các bộ còn lại gồm Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an theo chức năng nhiệm vụ về công tác phòng chống dịch cho ý kiến về việc phê duyệt gửi Bộ Ngoại giao. Ủy ban Nhân dân một số tỉnh, thành phố được giao nhiệm vụ cho chủ trương cách ly tại địa phương. Thực hiện chủ trương trên, trong quá trình cấp phép các chuyến bay, phê duyệt cách ly tại địa phương và giải quyết vụ án, từ tháng 9 năm 2020 đến tháng 12 năm 2022, một số cá nhân thuộc các bộ ngành được giao nhiệm vụ cấp phép chuyến bay, cách ly ở địa phương và một số cá nhân đại diện doanh nghiệp cùng một số đối tượng khác đã thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Trong đó, 25 bị cáo đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, nhiệm vụ được giao để nhận hối lộ tổng cộng gần 165 tỷ đồng và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ gây thiệt hại hơn 10 tỷ đồng. 23 cá nhân là đại diện các doanh nghiệp đã đưa hối lộ hơn 226 tỷ đồng, 4 cá nhân môi giới hối lộ hơn 74 tỷ đồng và lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 25 tỷ đồng. Trong phiên xét xử sơ thẩm vụ án chuyến bay giải cứu, là người đầu tiên trả lời ở phần thẩm vấn, bị cáo Đào Minh Dương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vijasun liên tục khai, trong quá trình xin cấp phép các chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước, thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, thường bị các cán bộ liên quan gây khó dễ, vòi tiền. Theo hồ sơ, Công ty Cổ phần Vijasun được thành lập năm 2004, hoạt động trong lĩnh vực du lịch lữ hành vận tải. Thông qua các mối quan hệ, từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 1 năm 2022, Đào Minh Dương đã gặp, đặt vấn đề và đưa hối lộ hơn 3,5 tỷ đồng cho 3 cá nhân có thẩm quyền để xin cấp phép các chuyến bay cho Công ty Cổ phần Vijasun. Cụ thể, đưa 1,1 tỷ đồng cho ông Phạm Trung Kiên, cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế, đưa 1,6 tỷ đồng cho ông Vũ Anh Tuấn, cựu cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, đưa 864 triệu đồng cho Vũ Ngọc Minh, cựu đại sứ Việt Nam tại Angola. Khai tại tòa, bị cáo Đào Minh Dương cho biết, trong quá trình xin cấp phép các chuyến bay,
bị cáo Dương có sử dụng pháp nhân, công ty cổ phần Vijasun và công ty cổ phần Mặt trời Việt Nam Hàn Quốc. Các pháp nhân đã tổ chức được 22 chuyến bay, mỗi chuyến bay gồm 350 người, có những chuyến bay 180 người. Bị cáo Dương cho biết, trong quá trình xin cấp phép, đã nộp hồ sơ cho các bộ, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng. Trong đó, trực tiếp nộp hồ sơ tại Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao. Trong quá trình xin cấp phép, bị cáo có đưa tiền cho cá nhân nào ở cơ quan nhà nước không? Chủ tọa đặt câu hỏi. Bị cáo Dương đáp, bản thân bị ép đưa tiền cho hai bộ là ông Vũ Anh Tuấn, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an và ông Phạm Trung Kiên, Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế. Bị cáo đến gặp anh Kiên yêu cầu muốn tổ chức được chuyến bay phải nộp 150 triệu đồng, nếu không nộp thì sẽ không được phê duyệt. Nếu không gặp bên Bộ Y tế thì theo quy trình phải được 5 bộ duyệt mới tổ chức được chuyến bay. Bị cáo cũng đã bị Cục lãnh sự và Bộ Giao thông Vận tải gây khó khăn khi bị cáo không đến làm việc. Bị cáo Dương khai trước tòa. Với câu hỏi, trước đây doanh nghiệp của bị cáo đã có chuyến bay nào bị từ chối cấp phép chưa? Bị cáo Dương cho hay đã có nhiều lần, cứ ngày mai bay thì hôm nay bị cáo mới được cấp phép cho bay. Do Cục lãnh sự thường xuyên gây khó khăn, nhất quyết không cấp phép và bắt phải đưa tiền, bị cáo không đưa thì bị gây khó khăn. Bị cáo bị đưa vào tình thế khó khăn cùng cực, trong khi nguyên tắc của chuyến bay phải đặt tiền trước để thuê, từ 6 đến 9 tỷ đồng một chuyến bay. Công dân Việt Nam ở nước ngoài muốn về nước phải trả tiền nhà, phải nghỉ việc, gửi đồ đạc nhưng thường bị động. Cục lãnh sự thời điểm đó không còn bảo hộ công dân mà là hành dân. Chủ tọa yêu cầu làm rõ quá trình đưa tiền cho hai người trên. Bị cáo Dương khai rằng sau khi bị gây khó khăn, bị cáo đã xin gặp Phạm Trung Kiên để nói chuyện. Bị cáo Dương khẳng định tại tòa đã đưa tổng cộng cho Phạm Trung Kiên hơn 1,1 tỷ đồng, đưa cho Tuấn 1,6 tỷ đồng. Ngoài ra, bị cáo còn đưa tiền cho ai nữa? Chủ tọa truy. Dương cho biết còn đưa tiền cho Vũ Ngọc Minh, tổng số tiền 864 triệu đồng. Trong vụ án, bị cáo xin nhận tội đưa hối lộ, bị cáo đã đưa lại cho cơ quan điều tra 1 tỷ đồng. Bị cáo Dương thừa nhận, tiến hành xét hỏi các bị cáo là các chủ doanh nghiệp khác thực hiện xin cấp phép chuyến bay. Những người này thừa nhận đã nhiều lần đưa hối lộ cho các cựu quan chức ở các cơ quan nhà nước. Trong vụ án chuyến bay giải cứu, 54 bị cáo hầu hết là cán bộ có vị trí cao, là những người đứng đầu doanh nghiệp. Với 21 bị cáo bị truy tố theo khung hình phạt cao nhất là chung thân, tử hình, vụ án trên đang trở thành mối quan tâm, đau xót và gây bức xúc cho nhân dân. Theo báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 7, cử tri và nhân dân đặc biệt đánh giá cao về việc xét xử công khai nghiêm minh vụ án chuyến bay giải cứu. Theo báo cáo, cử tri và người dân bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi với kết quả quan trọng của công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng, nhất là công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực được thực hiện quyết liệt, nói đi đôi với làm, không có ngoại lệ, không có vùng cấm, trở thành xu thế, góp phần củng cố niềm tin của cử tri và nhân dân đối với đảng và nhà nước. Trong đó, cử tri và nhân dân đặc biệt đánh giá cao về việc xét xử công khai, nghiêm minh vụ án chuyến bay giải cứu. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Phương Ly rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube của báo Sài Gòn Giải Phóng. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào và hẹn gặp lại!